Xin chào tất cả các em khối 7 của trường Trung học Cơ sở Chu Nhân An. Hôm nay cô chờ chúng ta gặp nhau để học bài mới nhé. Trước khi bắt đầu bài cọ 7, chúng ta cùng nhau ôn lại bài cũ. Kiểm tra bài cũ. Nhìn hình và trả lời câu hỏi. Với những nút lệnh này, thì nút lệnh nào dùng để thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ? Cũng như là nút lệnh nào dùng để in đậm, in nghiêng, gạch chân, căng lề trái, căng lề phải, căng giữa, tô màu nền và kẻ đường biên? Nút lệnh nào dùng để tăng giảm chữ số thập phân của dữ liệu số? Các em dễ dàng trả lời được chứ, đúng không nào? Mời em qua bài mới. Bài 7, trình bày và in trang tính. Quan sát hình bên dưới, cô có danh sách điểm danh học sinh lớp 7. Cô có 2 trang hay là 1 trang. Vấn đề đặt ra là khi nào mình biết dữ liệu mình in ra có 1 trang hay 2 trang. Đó là thuộc về nội dung của bài học ngày hôm nay. 1. Xem trước khi in. Chúng ta có cái lệnh mà xem trước khi in để biết rằng là mình sẽ là in ra được mấy trang giấy. Công cụ của mình là print review. Em quan sát trên màn hình sẽ thấy hình tờ giấy có gắn thêm kính lúp. Đó là các công cụ xem trước khi in. Bây giờ mình xem mình thấy mình có 2 trang, mình muốn dồn lại 1 trang, hoặc 1 trang mình muốn cho được 2 trang, thì có những cái khắc phục là tăng hoặc giảm cỡ chữ, điều chỉnh độ rộng các cột. Những cái thiết lập này cô đã dạy rồi. Hôm nay mình lại thêm được công cụ nữa. Số 2, điều chỉnh ngắt trang. Mình sẽ dùng View Page Break Review để mình điều chỉnh ngắt trang, là muốn từ 2 qua trang qua 1 hay từ 1 lên 2. Cách thao tác điều chỉnh ngắt trang như sau. Bước 1, hiển thị trang tính ở chế độ Page Break Review. Bước 2, đưa con cỡ chuột vào dấu ngắt trang và nó sẽ hiện ra hình như cho bước 2. Bước 3, kéo thả dấu ngắt trang đến vị trí em muốn. Lúc này sẽ làm in theo ý của mình. Nó sẽ cắt ra mấy trang theo ý của mình. 1 hay là 2 trang. Số 3 là mình đặt lề và hướng giấy in. Em sử dụng File Page Setup. Ở cái tab Page, em có điều chỉnh trang đứng là chỗ phọt tray, hoặc trang nằm ngang Landscape. Trên màn hình của cô là đang ở trang đứng, phật trầy. Kế bên trang pay em sẽ có tab margin, click cho tab margin. Em sẽ điều chỉnh top, bottom, left, right, tương đương là trên, là dưới, là trái, là phải, điều chỉnh lại chỗ này. Được không em? Được ha. Sau khi điều chỉnh dữ liệu rồi thì mình in ra trang tính. Số 4, in trang tính. Sử dụng File Print hoặc là hình cái máy in sẽ in ra cho mình. Dặn dò, em ghi bài, học bài,
đọc trước cho cô bài 8. Chúc các em học tốt.